chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Clickbuy Channel. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tập hợp một số những sản phẩm ngon bổ rẻ để dành đến cho người dùng, để cho những cái bạn nào đang cân nhắc giữa việc là chọn mua điện thoại. Và đầu tiên thì mình sẽ phải giải thích về việc đó chính là ngon bổ rẻ là như thế nào. Không phải máy cứ giá càng thấp, càng cực kỳ là thấp thì sẽ là ngon bổ rẻ, mà ngon bổ rẻ đối với mình, khái niệm của mình thì đó là giá thực sự là rất hợp lý so với những gì mà người dùng được trải nghiệm này, được mang lại các thứ vân vân. Và đầu tiên thì sẽ là một sản phẩm đến từ nhà Nokia, và đó chính là chiếc Nokia X5. Đây là sản phẩm giá rẻ nhất trong danh sách của mình ngày hôm nay, với mức giá cho máy mới chỉ là 2.690.000 đồng. Đây từng là một sản phẩm khi mà ra mắt có giá bán khoảng độ 4 triệu, và nó làm mưa làm bão và cháy hàng cực kỳ là nhanh trong đợt hàng đầu tiên, khi mà mình còn không có máy để mà mượn cơ. Bởi vì là đây là một sản phẩm đánh dấu được cái sự quay trở lại của nhà Nokia, và những gì trên sản phẩm này mang lại thì thực sự là rất tốt, từ màn hình, từ thiết kế, từ cấu hình, mọi thứ vân vân đều rất phù hợp và đều rất hợp lý trong cái mức giá mà nó đã đề ra. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ phải nói đến đó chính là về mặt thiết kế. Thì đây là một mặt thiết kế theo mình đánh giá là ai cũng có thể dùng được, nó không quá kén người dùng. Nhưng ở cái mặt trước nó sẽ có là màn hình tai thỏ, thì cái điều này các bạn cần phải cân nhắc nhé. Và về thông số của cái sản phẩm này thì nó sẽ có đầu tiên là một cái màn hình tràn viền này, phía sau sẽ là một mặt lưng kiểu dạng giả kính, và kích thước màn hình sẽ là 5.86 inch, độ dài sẽ chỉ dừng lại ở mức là 720x1520 pixel. Và sản phẩm này sẽ có con chip đó chính là MediaTek MT6771, hay gọi cách khác đó chính là Helio P60 8 nhân, và đi kèm với đó là 3GB và 32GB bộ nhớ trong, và pin pin sẽ có dung lượng lên đến là 3060 mAh, và cổng sạc sẽ được sử dụng đó chính là cổng USB Type-C. Thấy không? Đây thực sự là một sản phẩm quá rẻ luôn. Cho với những gì mà các bạn nhận lại được, thì đầu tiên là chiếc máy mới, thì cái tầm giá này với những cái chiếc điện thoại mới ấy, thì mình không hy vọng rằng là nó được bằng những chiếc máy này đâu. Nhưng mà thực sự thì sau một cái đợt giảm giá cực sốc thì chiếc máy này bây giờ có giá cực kỳ là hời, cực kỳ là ngon. Tất cả các cuộc chiến về điện thoại di động thì chưa bao giờ là vắng mặt của nhà Apple cả. Và iPhone lần này đại diện trong video của mình sẽ là một chiếc iPhone 6s Lux, chỉ với mức giá đó chính là hơn 3 triệu. Uầy, hơn 3 triệu, mà mình khẳng định với các bạn rằng khi mà các bạn mua một chiếc máy mới bây giờ trong tầm phân khúc đó chính là khoảng 6-7 triệu, thì vẫn có rất ít những sản phẩm nào có thể ăn lại được chiếc iPhone 6S Plus, A6S, về mặt đó chính là về cấu hình và về tốc độ. Và với cái thiết kế của iPhone 6S thì mình vẫn đánh giá rằng đây là một thiết kế nó vẫn chưa thực sự là lỗi thời đâu. Bởi vì bây giờ các bạn có thể ra ngoài đường và rất nhiều người vẫn đang sử dụng một chiếc máy nào đó có một cái thiết kế của iPhone 6S hay là 6S Plus cái thứ vân vân. Và về những cái mặt trải nghiệm này, về cái hệ điều hành của nó, thì bây giờ kể cả các bạn lên iOS 12, tức là phiên bản cao nhất, thì máy vẫn chưa hề gặp được hiện tượng đó chính là cực kỳ khó chịu khi mà trong quá trình sử dụng là lag và giật các thứ vân vân, như là kiểu iPhone 5S mà lên iOS 12 vậy. Và về những cái thứ khác về màn hình thì nó sử dụng tấm nền Retina với kích thước chỉ là 4.7 inch. Đây là một cái kích thước mà như rất nhiều những cái video mình đã từng nói rồi, đó chính là nó không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để cho các bạn có thể sử dụng và cũng như là dễ dàng khi mà các bạn đút vào túi, vào ví các thứ vân vân. Và với tấm nền Retina thì màu sắc nó đem ra thì cực kỳ là ổn, cũng như là nó hơi thiên một chút đó chính là về trung thực. Và trong cái quá trình mà các bạn mình trải nghiệm ấy, thì mình thấy rằng là cái màn hình của sản phẩm này cũng rất là dễ để có thể làm quen. Và ở một cái nữa đó chính là cái sản phẩm này sẽ không phù hợp cho những bạn nào mà thích cái kiểu là tràn viền hay là tai thỏ, để có một cái trông cái máy nó kiểu hiện đại hơn, kiểu tương lai hơn ấy. Thì với sản phẩm này các bạn phải chịu hai cái viền trên mà dưới, thì theo mình đánh giá đó là hai cái viền nó khá dày. Nhưng mà bù lại thì mình cũng từng nói rồi, đó chính hai viền dày đó nó có thể là tạo ra một cái tính năng khi mà các bạn cầm ngang điện thoại để chơi game hay là xem phim, nó có một cái chỗ để tì cho lòng bàn tay vào, để khiến cho các máy của các bạn ấy không dễ bị lòng bàn tay chạm vào màn hình, dễ bị nhảy cảm ứng và loạn cảm ứng vân vân. Và về cái con chip ở trên sản phẩm này thì đó chính là con chip Apple A9, và đi kèm với đó sẽ là 1GB. Và các bạn cần phải lưu ý đó chính là con chip này thì mình khẳng định với các bạn rằng trong thời điểm hiện tại vẫn còn dùng rất ngon, nhưng nó sẽ chỉ còn hỗ trợ được khoảng là 3 năm nữa. Mình nghĩ rằng với 3 năm nữa thì chiếc máy này sẽ là lỗi thời rồi. Còn về những thứ khác thì mình cũng không có gì để bàn cãi cả. Camera auto rất tốt, rất ấn tượng.
À đấy, còn một điều nữa mình quên chưa nói với các bạn, đó chính là con máy này chỉ có dung lượng pin là 1715 mAh. Và với cá nhân mình thì mình sử dụng toàn là máy cũ thôi mà. Đó thì với chiếc iPhone 6S Plus thì mình thấy rằng pin của nó, nếu như mà với mình hôm đó mà mình thứ bảy chủ nhật chẳng hạn, mình rảnh mình đi cà phê, mình chơi game với các bạn bè các thứ vân vân, thì nó sẽ phải một ngày sạc đến 2 lần. Nhưng khi mà trong những ngày trong tuần ấy mình bận bịu hơn thì nó sẽ chỉ cần sạc là một ngày một lần mà thôi. Đó là với nhu cầu của cá nhân mình. Và khi chúng ta nâng mức giá lên một chút nữa, khoảng độ là hơn 4 triệu dưới 5 triệu thì chúng ta có một thương hiệu Việt, đó chính là một chiếc Vsmart Active 1. Đây là một sản phẩm mà theo mình đánh giá rất ngon đấy chứ. Đây là cực ngon luôn. Mà đã thế, chúng ta khi mà mua sản phẩm này lại còn được một cái tiếng, đó chính là ủng hộ hàng Việt, cũng như là đóng góp phần nào đó để cho Vsmart có thêm động lực để có thể là làm ra nhiều chiếc máy ngon hơn chẳng hạn. Đó là một điều mình hết sức là hoan nghênh cũng như là khuyến khích. Và với cái sản phẩm này, đầu tiên nó là máy mới, thứ hai nó là thương hiệu Việt, chúng ta cũng nên ủng hộ một chút. Và về mặt trải nghiệm, về mặt khách quan nhé, mình đánh giá sản phẩm này, đầu tiên là cái việc hoàn thiện của nó, thì sự hoàn thiện ở trên sản phẩm này chưa thực sự quá cao cấp, nhưng với mình trong mức giá này thì sự hoàn thiện đó là ổn rồi. Và tiếp đến đó chính là về mặt thiết kế không có quá nhiều sự nổi bật. Và ở trên chiếc Active 1 Vsmart này thì mình thấy rằng cái thiết kế của nó hơi na ná giống những chiếc điện thoại đến từ nhà Xiaomi. Nhưng cách mà phối hợp màu sắc của những chiếc điện thoại Vsmart này, nhất là với màu trắng vàng của chiếc Active 1, thì mình được trải nghiệm và mình thấy rằng cực kỳ là ấn tượng, bởi vì trông nó rất là đẹp. Và tiếp đến nữa đó chính là về việc cái sản phẩm này nó có một con chip khá ổn. Cho phân khúc trên 4 triệu dưới 5 triệu cho hàng mới 100% thì con chip là Qualcomm Snapdragon 660, đi kèm 4GB bộ nhớ trong, đó chính là 64GB, màn hình 5.4 inch, độ bán dài là 1080x2160 pixel, và viên pin dung lượng là 3100 mAh, có Quick Charge 4 plus. Đã thế lại còn có dual camera luôn, 12MP cộng 5MP. Đấy, các ông nghe xong có hốt không? Với mức giá này lại còn là của người Việt thì tội gì chúng ta không nên cân nhắc cái sản phẩm này. Và với mình thì trong những cái trải nghiệm đầu tiên thì mình cũng chưa có quá nhiều sự nhận xét, nhiều sự chê bai về cái sản phẩm này. Mình sẽ để một cái video đó chính là đánh giá chi tiết về sản phẩm này sau, và mong các bạn có thể là theo dõi. Và nâng phân khúc lên một chút, cũng như là mình sẽ nói đến về cái việc đó chính là chúng ta có một cái thương hiệu Việt khác, đó chính là Bphone. Chắc hẳn là cũng không ai xa lạ gì nữa rồi. Và với chiếc điện thoại Bphone thì mình chỉ ấn tượng với sản phẩm đó chính là Bphone 3 mà thôi. Và với cái phân khúc đó chính là dưới 7 triệu trên 6 triệu thì chiếc Bphone 3 hàng chính hãng mới 100% cũng là một sự lựa chọn mà theo mình đánh giá là rất khôn ngoan cũng như là rất ngon. Đầu tiên thì hãy cùng phải nói đến đó chính là về việc sản phẩm này mình ấn tượng hơn Vsmart ở cái thiết kế của nó. Với chiếc Bphone 3, các bạn có thể thấy rằng là cái thiết kế của nó trông có một cái gì đấy nó rất là lịch lãm, rất là sang trọng. Và thứ hai nữa đó chính là trông nó kiểu như một món trang sức vậy. Và cái việc mà tạo nên một cái cảm giác cầm nó khá là dị, đó chính là cái viền ở trên lại dày hơn, thì đâu đó cũng tạo cho mình một cảm giác hết sức là lạ, và mình có thể làm quen được với cái điều này. Và chính vì cái viền ở phía bên dưới nó cắt gần như là toàn bộ đi rồi, đó chính là cực kỳ tràn viền ở phía bên dưới, thì nó sẽ cho chiếc máy này một cái thao tác, một cái trải nghiệm, đó chính là vuốt để có thể là thao tác ở bên trong chiếc máy, giống như kiểu là các bạn sử dụng chiếc iPhone X trở lên vậy. Và với cái kiểu thao tác này thì mình thích hơn, bởi vì nó sẽ là bớt đi những cái diện tích thừa, cũng như là nó sẽ tiết kiệm không gian rất là nhiều. Và về cái thiết kế là như vậy là đủ rồi nhá. Và mình đánh giá đây là một thiết kế đẹp. Còn về những cái mặt trải nghiệm thì với chiếc Bphone 3 thì mình đang sử dụng và mình thấy rằng là nó cũng được, không đến nỗi nào, nhưng nó cũng không có mấy ấn tượng dành đến cho mình cả. Và mình thấy rằng đây chỉ là một chiếc máy Android với một cái thiết kế đẹp, cũng như là hàng Việt thì mình ủng hộ vậy thôi. Và về cấu hình thì con chip đang được sử dụng sẽ là Qualcomm Snapdragon 636. Cái con chip 636 này thì nó chỉ là một cái con chip, đó chính là tầm trung mà thôi. Trong cái mức giá 7 triệu thì mình nghĩ rằng là con chip này là phù hợp, bởi vì con chip này thường được xuất hiện trong những sản phẩm là khoảng độ từ 6 đến 7 triệu. Và tiếp đến chúng ta sẽ có 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong. Màn hình sẽ lên đến đó chính là 6 inch, nhưng mà cái cảm giác cầm nắm thì mình chỉ thấy nó ngang ngửa với sản phẩm là 5.5 hay là 5.7 inch mà thôi. Và độ phân giải sẽ là Full HD Plus là 1080x2160 pixel. Và chúng ta sẽ có một cái hệ điều hành riêng, đó chính là BOS. Nó vẫn dựa trên cái nền tảng của Android thôi, nhưng mà với
cái những gì mà Bphone tùy biến, thì mình thấy rằng là cái sự tùy biến ở trên Bphone cũng như thiết kế ở trên Bphone nó nhiều hơn so với việc thiết kế cũng như là design những cái giao diện bên trong của VOS. Cái này về giao diện thì mình đã có một cái video rồi và mình đánh giá cao VOS hơn. Và về tiếp đến nữa đó chính là chúng ta sẽ có một viên pin với dung lượng đó chính là 3000 mAh. Với cái dung lượng pin như thế này thì mình đánh giá rằng là Bphone 3 có một thời gian sử dụng pin là rất ổn định. Mình cũng không phải mấy là bận tâm về cái việc là pin còn hay là pin hết, mình cứ thế mà dùng thôi. Và với camera thì nó sẽ không có cái camera kép xóa phông các kiểu vân vân như là chiếc Vsmart Active 1. Cái này thì mình là hơi tiếc một chút. Nếu như mà Bphone mà thêm được camera kép vào thì mình nghĩ rằng là rất là tuyệt vời rồi. Và trên đây đó chính là những sản phẩm mà theo mình thấy rằng là nó là ngon, bổ, rẻ. Mà thứ hai nữa đó chính là có hai sản phẩm là thương hiệu Việt, và hai sản phẩm này mình thấy rằng là dùng đều ngon, nên là các bạn có thể là cân nhắc khi mà muốn ủng hộ hàng Việt. Và các bạn thấy sao về sản phẩm này thì đừng quên để lại comment ở phía bên dưới nhé. Còn đến đây thì video của mình sẽ được kết thúc, và xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau.